Thưa quý vị, trong tiết trời mát mẻ của mùa thu, phố phường của Hà Nội đang hồi sinh bởi những hàng cây đâm chồi nảy lộc sau cơn bão số 3. Đầu tháng 10, nhiều tuyến đường như khoác lên mình tấm áo mới. Màu sắc rực rỡ của cờ hoa tạo không khí vui tươi, phấn khởi nhân kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Đường Đào Đình Luyện thuộc quận Long Biên nổi bật với vẻ đẹp độc đáo của hàng cây trà là trên giải phân cách. Loài cây thường gắn liền với vùng sa mạc khô cằn, nay vươn mình xanh tốt giữa lòng Hà Nội, tạo nên một hình ảnh vừa quen thuộc, vừa tạo khung cảnh mới lạ. Một tuyến đường được trồng hàng cây mới lạ trên giải phân cách đã tạo điểm nhấn độc đáo cho cả tuyến đường thẳng và đẹp của quận Long Biên. Những tán cây xanh mát không chỉ tô điểm thêm vẻ đẹp cho con đường, mà còn mang lại không gian sống trong lành, mát mẻ, tạo cảm giác dễ chịu cho bất cứ ai mỗi khi đi ngang qua đây.